ở đây không có bán đậu hũ hấp. Có nhiều người tới đây cũng hỏi đậu hũ hấp, tôi thấy không có bán đậu hũ hấp. Ở đây là chuyên về đậu hũ chiên giòn mà. Anh chế ra món này cho nên anh chỉ bán món này thôi. Có một mình anh là bán có một loại duy nhất á, mấy chỗ khác là họ bán tùm lum thứ á. Không có gì phức tạp hết trơn á, rất là dễ làm luôn. Cái người mà làm bếp cơ bản cũng có thể làm được. Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Hôm nay Ngọc sẽ giới thiệu cho cả nhà món này là món đậu hũ chiên giòn nha cả nhà, với lại kẹp với rau răm nha. Cái là đậu hũ chiên giòn nha cả nhà, chứ không phải là đậu hũ hấp như mà mình thường thấy ở trên mạng thời gian trước nha. Ở chỗ này Ngọc đang ở Sài Gòn luôn. Trước khi mà mình ăn thử thì mình sẽ giới thiệu địa chỉ. Ở đây là số hẻm 83 của Tạ Quang Vũ, quận 8 nha cả nhà. Anh mở vào lúc 6 giờ rưỡi tối mỗi ngày nha. Đó, xe của anh là đằng sau đây nè. Đó, cả nhà thấy đó, xe của anh đó, anh là anh Đức. Đó, tên xe là Đức Ký nha. Trong một cái hẻm thôi nhưng mình thấy là khách rất là đông, nhằm khi còn ship hàng luôn á cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc sẽ cho cả nhà xem lúc anh làm trước đi, rồi hồi cái mình quay lại cái công đoạn và lúc mà mình ăn và trải nghiệm cái này nha. Có hành phi ít thôi nha. Hành ít cay sao? Cay ít, cay dừa hay cay nhiều? Có nhiều quả hết. Nhiều quả hết hả? Quả hết thì Đức bảo nhiêu anh bảo nhiêu nha. Đây là đậu hũ chiên giòn hết luôn anh hả? Cái này là đậu hũ chiên giòn. Ở đây không có bán đậu hũ hấp. Có nhiều người tới đây cũng hỏi đậu hũ hấp, tôi thấy không có bán đậu hũ hấp. Ở đây là chuyên về đậu hũ chiên giòn mà. Anh chế ra món này cho nên anh chỉ bán món này thôi. Có một mình anh là bán có một loại duy nhất á, mấy chỗ khác là họ bán tùm lum thứ đó. Cái ít ha. Dạ. Cái món này nó cũng mới cho nên nó chưa có nhiều người thích cái món này. Anh sẽ mọi người ăn tàu hũ nè, với hai cái loại tàu hũ. Tàu hũ muối tiêu với lại tàu hũ xếp trên xã, hai cái loại đó nhiều người ăn. Như tiền nó rồi 7 năm. Cũng mình 5 phần để làm. Cái này cho nửa cái tắt là đủ ăn rồi. Mình đến trực tiếp mua thôi anh ha. Có bán trên app Loship nữa em. À dạ. Loship em gọi đậu hũ Đức Ký là thấy. Dạ. Thì là xe của anh tên là Đức Ký. Dạ. À, là anh là tên Đức đúng không? Anh thích cái chữ ký của người Hoa đó. Ừ. Ví dụ như cái gì mấy cái quán mà người Hoa hay gây cái chữ ký. Dạ đúng rồi. Cẩm ký rồi nhìn ký rồi đó. Anh thì nói thôi vậy cho Đức Ký đi. Tại anh hỏi những cái người quen mà anh biết chữ ký có nghĩa là gì, họ nói giống như cái quán á, ký là ký hiệu. Dạ. Mà chữ ký còn có nghĩa là nhớ nữa. Ừ. À, có nghĩa là nhớ tới quán của ông Đức là được rồi. Đó là một dạng để người ta nhớ thôi. Hành phi là cũng phải nhiều vậy đó anh hả? Nhiều nó ngon em. À. Ủa cái hành này mát lắm á, cho nhiều là tôi lỗ đó. Mấy chỗ khác á nó bỏ là ngấn chút chút hả? Cái này vừa hành ngon mà vừa cho nhiều nữa. Bạn biết sao không? Cái món này không có topping. Cho nên anh chỉ dùng một duy nhất một thứ là hành phi thôi. Và cái này là đồ rất, cho nên anh lựa đồ rất là ngon. Em có thể nhìn cái cọng hành. Dạ. Cọng hành nó rất là ngon luôn. Nói chung là nó không có, nó gọi là nguyên á, nó không có bị nát á. Với lại nó mặn thơm, thôi, chứ nó không mặn. Phải là cái loại mà nhúng bột rồi đó. Ừ. Nhúng bột thì nó to cái cánh đó. Còn cái loại này nó nhuyễn vậy thôi à. Nó là hành. Trọng là cái này á, em chỉ cần đứng gần là em nghe mùi thơm mày. Đúng. Cái hành mà hành ngon á là đứng gần nghe mùi thơm mày. Lúc nãy nghe mùi rất là thơm của đậu hũ với lại hành phi á, nhìn đứng gần cái tủ rất là thơm luôn. Hôm nay em có nói với anh. Đúng rồi. Cái này không những nó về cái hương vị mà nó còn phải có cái mùi nữa. Đồ ăn mà nó phải có đủ sắc hương vị. Ba cái. Rồi vô hộp. Vô cái hộp đôi chứ. Một hộp nữa. Hai miếng là 15.000 anh ha. Ừ. Rồi. Cái này là 10 miếng là 5 phần. Dạ. Tính theo phần. Một miếng anh tính tới 8.000 lận. Nhưng mà cứ mỗi một cặp vậy đó là bớt được 1.000, cặp bớt được 1.000. Mình mua 10 miếng tức là 5 cặp, bớt được 5.000. Theo lý là 80 đó mà còn 75 thôi. 75.
cái nhà nhớ đây là đồng thủ chiên giòn rau ra muối tiêu nha, với lại một cái nó là sốt chanh sả tắc nha cả nhà, chứ không phải là đậu hũ hấp nha cả nhà ha. Dạ, với mâm phun. Dạ. Mâm phun là 10 miếng. Dạ. 3, sao nhìn nó đẹp xuất sắc luôn. Tại vì nó đều mắc mà bỏ vô đồ ăn nữa cái nó bắt đầu nấu chín nó ngon. Đúng chất là ở ngoài nha, nhìn rất kiểu là rất là giòn, ở trong thì vẫn giữ được cái độ mềm mịn của đậu hũ cả nhà. Bốc khói luôn nè. Dạ. Sẵn rồi để hoàn ăn. Cái này là muối ớt xanh đó anh hả? Không. Cái này là sốt chanh sả. À chanh sả. Đồ ở máy đây là đồ tự chế không mà không có cái nào mà có cái tên ở ngoài hết á. Cho nên em tự tiện lấy đại một cái tên ở ngoài là đều đặt lách hết. Nên chỉ bán những món anh tự chế thôi. Không có bán đồ ngoài. Anh bán đây lâu chưa? Gần 2 năm rồi. Đây, bán từ hồi tháng 10 á. Lúc mới hết dịch đó phải không? Dạ. À, tầm đó. Cuối tháng 10 lúc mới gần hết dịch bắt đầu anh bán anh tự chế ra món này bán. Cô đang hình như cô đang chi ở trong nhà. À bây giờ cô đang bưng ra, nãy Ngọc chạy vô trong hiển Ngọc thấy cô chi ở trong nhà cả nhà. Sáng quá. Lấy 4 cặp luôn anh. Rồi chờ nước nó chút xíu thôi thôi. Lấy một phần. Rồi mình khách hàng mình bốt nha. Chứ để thằng Hồng Hồi là người trước người sau, không biết là ai đi trước. Hồi dành là ông Đức bó tay luôn á. Mấy ngày thường thì Đức không yêu cầu, những bữa nào rằm giữa mùng 1 á. Không có biết ai trước ra sao với đại đông vậy lắm. Rồi 1, 2, 3, ok. Với một hộp cạnh. Sát là ăn với nước sốt chanh sả đúng không? Dạ. Vậy rồi. Giờ đó đặt rau sẵn vậy làm thì nó nhanh. Chứ để mấy bữa ra cái mọi người ngồi chờ thành ra thông cảm nó sẽ ra trễ hơn chút. Hành phi là mình kẹp ở giữa xong rồi có rau răm nữa anh nè. Đứng phía sau. Món này thì đơn giản thôi nhưng mà nó ngon lắm. Ăn đơn giản thôi. Không có gì phức tạp hết trơn á, rất là dễ làm luôn. Cái người mà làm bếp cơ bản cũng có thể làm được. Hay là mình chiên giòn hết ở trong nhà hết luôn. Có cái chiên đậu hũ nó chiên hơi cực nha, nổ tiếng hồ mới xong á. Nếu mà mọi người chiên thấy trước nổ tiếng mà mọi người thấy xong mà tức là mọi người chưa xong á. Hai miếng ăn với sốt chanh sả. Nếu mà chiên trước nổ tiếng mà mọi người đã chiên xong là coi như là mọi người chiên thê thất bại đó. Thấy chiên giòn đều luôn á. Mình có ăn hủ kỳ không? Một phần hủ kỳ nha. Rồi. Cô đi chung hả? Chờ nửa tiếng rồi đó anh. Đâu có biết đâu. Chờ trước em luôn. À, rồi. Đâu có biết là hai người đi chung đâu. Tưởng là hai người là khác nhau. Quá thì đếm tự nhiên đi anh, cứ thoải mái đi. Em mở em làm cho mọi người coi tận mắt mà. Cái dấu giếm gì đâu. Mà nha, tự có gì. Qua hợp tác với bà bán nước đối diện á. Bà rồi bán dán, bà đang cần tìm mọi hợp tác. À, bỏ sốt nè. Dạ đúng rồi. Yeah. Cái này cho nước sốt vô. Rồi cái trộn đều lên. Cái món này nó cũng mới cho nên nó chưa có nhiều người thích cái món này. Nên sốt mọi người ăn tàu hũ nè, với hai cái loại tàu hũ. Sai, nên mấy cái gì? Ít mặn cây vừa rồi. Thấy không, món này đơn giản mà đúng không? Không có gì hết trơn. Về cộng rau là xong rồi đó. Quan trọng nhất là vẫn là nước sốt đồ anh nè. Nước sốt, nhưng mà nước sốt anh có chị cách làm ở trên cái video của bên Dương quay rồi. Dạ.
cho nên em muốn làm thì coi cái video đó sẽ thấy. Không sợ lộ bí quyết hả? Có gì đâu sợ đi. Cái bà bếp anh cầm tay anh chỉ việc đã 4 tháng trời mà bà chiên còn lúc được cốt cái kìa, lúc được cốt trâu nè, giỏi lắm á. Chưa biết chắc là có ăn cắp được không nữa. Nhưng mà không quan trọng vô đó, nói chung có nhiều người biết thì sẽ có nhiều chỗ bán đâu mà nên sẽ bán hết cái Sài Gòn nổi. Là đậu hũ này mình có ướp sơ ngoài lại vô không em? Đậu hũ này lạc nhắc à, nhưng mà nó có bị béo. Anh đặt cái loại đậu hũ này nó béo hơn đậu hũ mà, cho nên ăn nó sẽ ngon hơn. Anh ơi, anh ăn cây vừa cây nhiều hay cây ít ạ? Cây dừa. Ở cái đây cũng khá cay cho nên là cây dừa là chỉ bỏ nhiêu đi được thôi, bỏ nhiều nữa là ăn cay này lưỡi luôn á. Cái món là tự chế luôn hả? Hành phi đồ để lên luôn đó hả? Thì anh tự chế hết á. Công thức là anh tự ra mà. Anh ăn chay lâu rồi cho nên là mấy cái này là đều là những cái thứ mà anh ăn thường xuyên. Thành ra anh thích cái gì anh bỏ cái đó lên thôi. Thì không ngờ là có rất nhiều người có đồng sở thích giống mình. Có nhiều người cùng sở thích giống mình cho nên là họ thích họ ăn. Em có cảm giác là chiên cái đậu hũ là rất là thơm luôn nha. Đứng đây rất là thơm luôn quá. Đúng rồi, nó không bớt nè. Cái mùi nó thơm. Cái là ở đây là chỉ cần nghe mùi là thấy ngon à. Chỗ anh đặc biệt nghe ăn đậu hũ không cũng ngon nữa chứ đừng đó. Em có thể nó nâng lên từng bậc. Ví dụ đậu hũ không nó ngon, cái ngon của đậu hũ không ha. Rắc một chút xíu muối vô, nó thêm cái vị ngon của có muối. Cho chút sa tế vô thì nó ngon theo kiểu có thêm chút cay với chút béo. Rồi thêm hành phi nữa nó lại thêm cái vị cái mùi thơm nữa. Nói chung là đây cứ là mọi thứ gia vị em thêm một chút em sẽ ngon thêm một chút nữa. Chứ không phải là phải ăn tất cả nó mới ngon đâu nha. Trong chỗ anh bán đặc biệt lắm. Cái chấm như cái sốt là sẽ cắt ra, còn nếu mà cái kẹp kia thì là phần nó riêng là cũng loại khác luôn anh. Chính xác. Một phần như vậy là bao nhiêu tiền? Phần 2 miếng là 15 ngàn. Dạ của anh cái này 23 với 15 là 38. Của em một phần cấp. Em bỏ thêm mấy cọng rau để anh ăn với nước sốt nha. Rồi 38 ngàn. Được, tất cả đen chay được. Được hả? Cắt trước được nhưng mà nhìn nó không hấp dẫn, nó giống như đóng lòng sọn vậy, để nguyên trọng vậy đó. Trong khi cắt ra khách nhìn thấy cũng thấy bắt mắt hơn nữa. Anh cũng không biết nhưng mà anh thấy cắt tại chỗ nó không có bị khô cái mặt đó, cái lát cắt anh biết không, cái chỗ mà em cắt nó không có bị khô. Nhìn nó sẽ ngon hơn. Vừa nó vừa cắt ra là anh cho nước sốt vô là nó thấm nước sốt liền rồi. Nó sẽ ngon hơn. Ra để ngoài nha. Nói chung nó bị héo ra. Em 15 đấy. Em một tắc một muối. Một tắc một muối. Cây dừa hay sao? Cây nhiều muối nhiều. Một tắc một muối, cây nhiều muối nhiều. Anh cứ hết tiền. À, của em à, hết 5.000 phải không? Rồi, cảm ơn. Một tắc một muối. Muối lần trước nhiều quá, nhưng mà chưa mặn. Rồi, nhiều muối nữa ha. À. Ăn mặn dữ. Thì bà này ăn đây lâu rồi hả? 6-7 lần rồi. À dạ hả? 6-7 lần rồi. Em cũng hay tới đây quay phim. À dạ hả? Mà lần này quay nhiều không quay đâu. Cây vừa hay sao? Tết tóc dạ, cây nhiều. Cây nhiều ha? Dạ, em quay kỷ niệm thôi với người TikTok. À dạ hả? Đó, cái một phần cây nhiều là khoảng tầm khoảng một muỗng ớt vậy nè. Cái này là nhiều lắm. Giống như kiểu là gọi là sa tế đó hả? Đó là sa tế mà. À, vậy hả? Ừ, ở trên em coi, em lên mạng em gỡ video ra đậu hũ rau răm Đức Ký á. Dạ. Em sẽ thấy cái video mà nó có chỉ cách làm sa tế. Sa tế luôn, anh có chỉ cách làm sa tế luôn. Dễ làm lắm. Sa tế thì không có gì khó làm. Như bạn này ăn vậy thì cái hộp này giống như là hộp hai vị nè. Đó, này được một vị nè. Nhìn cái tắc nữa. Rồi, cái này là cái vị thứ hai. Cái này thì cắt nhỏ ra, bỏ vô. Ở ngoài thì cảm giác nó rất là giòn, ở trong thì nó vẫn giữ được cái độ ẩm hơn, độ mềm, độ xốp của miếng đậu hũ. Rồi. À, cái hộp này là hai vị. Đúng rồi, hộp này gọi là hộp hai vị. Như vậy là giá là hai vị là 30. 30 ngàn. Dạ. Đúng rồi.
mua là 8 miếng. Mâm này thì được 10 miếng nhưng mà 8 miếng là cũng gần lại full mâm này. Chắc phải có lý do là anh ấy chọn bán món này thôi đúng không? Chút thì anh có kinh doanh cái gì khác không? Không, hồi nào giờ đi làm cho anh ta không à? Dạ. Cái vừa hết cái mùa dịch cái anh có anh bạn anh cho tiền mấy triệu á, anh kêu phát cơm từ thiện giùm. Rồi cái mình phát thôi, rồi hết tiền phát muốn kiếm thêm tiền để phát. Cái mới tìm trên mạng coi có cái gì đó bán ăn chơi được để mình kiếm thêm tiền cuối tuần mình có tiền phát cơm. Thì trong bụng mình chỉ nghĩ vậy thôi. Rồi cái cũng lên mình cũng xin mẹ quan âm cho mình, cho con xin cái gì để con làm gì đó cũng được. Cho con phát cơm đi. Thế là cái mình thấy cái món hấp ở trên mạng. Cái vừa vừa hả anh? Dạ. Đó. Rồi mình cũng làm thử món hấp nhưng mà không có vừa ý mình. Mình ăn mình nói cái này không có đủ hấp dẫn. Mình phải chế ra cái gì đó khác. Tại vì cái anh mới nhìn sơ qua xe một vòng, anh coi cái thị trường của Sài Gòn mình đó là những cái thương hiệu mà ăn vặt mà đông khách á thì đều là đồ chiên không à. Từ mấy cái KFC hay là những cái thương hiệu Domino rồi đó. Đó, toàn là đồ nướng đồ chiên không à. Cho nên anh nói là chắc là người Sài Gòn thích ăn cái này. Cho nên bây giờ thôi lấy kinh nghiệm của mình chế ra một món nào đó là chiên đi. Đậu hũ thì chiên là ngon nhất. Tại vì ăn chay thì anh biết chắc là đậu hũ là chiên là ngon nhất luôn. Thế là anh chế ra món đậu hũ chiên mà mới đầu vui lắm, cũng chưa có gì trơn á. Mới đầu anh để có cái bếp ga mini à, với cái bàn nhỏ à. Giống như chơi nhà trò vậy đó. Trời. Vài ba cái rổ. Dạ. Vài ba cái rổ thôi. Cái mọi người bắt đầu thấy giống như chơi nhà trò vậy đó, người ta mua lại người ta nói ủa nó chơi gì đẳng vậy. Dễ thương. Đó vậy dễ thương lắm. Cái thịt bu lại đi chơi mà vui lắm. Rồi ta về tò mò thôi, tò mò ta vô. Nhưng mà ta ăn xong thì ta nói ủa ngon à nha. Dính quá đúng không? Ừ ngon. Tuy là đơn giản nhưng mà rất là dính quá. Lúc mới đầu á là nó chưa được ngon vậy. Thứ nhất là cái đậu lúc đó anh lấy cái đậu ngoài chợ. Còn cái này á hồi lúc đầu á thì cái hành phi cũng chưa phải là loại ngon như bây giờ. Đó. Sau này khi mà có anh lên giá cái món này vào tầm khoảng tháng giêng năm sau á. Đó. Thì là anh có nghĩa là bán được khoảng vài tháng sau là qua sang năm rồi. Rồi đó anh lên giá bắt đầu anh đổi hết toàn bộ đồ ngon luôn. Giờ là chọn lọc hết luôn. Thấy anh vừa làm vừa xếp xếp nhìn đã không mắt. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Anh bị quay lên cũng sẽ đẹp luôn. Anh bị bệnh cái ngày cũ. Biết ngày gì không? Dạ. À, ngày cũ của anh là ngày design 2D, à, thiết kế 2D. Thiết kế 2D. Ừ. 8 miếng của em nhiều. Cho nên anh bị cái bệnh ngay ngắn. Ngay ngắn thẩm mỹ đúng không ạ? Bệnh bố cục. Hấp dẫn quá. Bị cái bệnh bố cục. Cho nên làm quen mắt là sếp cũng phải có bố cục một chút. Nếu không học đại. Thấy anh dục đại vô vậy á chứ thực ra là cũng là nằm trong con mắt anh nhìn đó. Anh dạ. Cái nào mình cũng cho thêm tắt. Ừ. Ai gọi đây? Rồi. Cái vừa cái ít cái nhiều. Cái nhiều. Là một muỗng thôi á, nếu mà cay ít ít. Cái này là cay nhiều quá. Cay nhiều hả? Tôi tới đây cay ghê lắm á. Tôi cay mãi thấy anh kia anh cũng bỏ hình như là muỗng nửa muỗng hay nửa muỗng là cái ít. Cái ít là quẹt có một miếng này. Quẹt một cái thôi thôi. 6 giờ là ra anh ra đây là 6 rưỡi chứ, 6 rưỡi là anh ra đây là ở đây là hẻm số mấy anh hả? Hẻm số 83 Tạo Quang Vũ. Cái khúc này là mình gần mé bên cầu chữ Y với em. Còn có nhiều người ta không biết, người ta đi Phạm Hùng xuống, người ta chạy về phía bên bến xe quận 8 á. Chết quá. Quá xa rồi đó. Cái quay lại nó xa, nói ủa sao chỗ này xa vậy, thực ra đâu có xa đâu. Nó nằm bên đây, nó nằm mé bên cầu chữ Y chứ không phải bên cầu Nguyễn Tri Phương. Cái cầu chữ Y á, em chạy thẳng cuối đường, cái là quẹo khoảng 200 mét là tới đây rồi. Cầu chữ Y chạy xuống Nguyễn Thị Tần ở cả nhà, xong rồi quẹo bên tay phải là đường Tạ Quang Bửu, 200 mét nữa là
tìm hẻm 83 nha cả nhà. 83 của Tạ Quang Bửu, quận 8. Giờ giờ này đưa tài nạn có thói rồi. Có tiền mẹ đưa, không có bữa khác ghé đưa lại. Không sao đâu, có bữa khác ghé đưa. Rồi tới người kế tiếp. Dạ. Hai miếng cái cho vừa cái nhiều ạ. Đậu sốt kẹp là gì con? Tại bé nó nhìn cái xong á. Cay ớt hả? Cay ớt hay là không cay? Không cay quá. Không cay ha. Rồi ok. Có ăn rau không? Cho rau đi. Mấy cọng rau ha. Dễ thương. Tại vì lo là do là nhìn á. Đúng không? Chắc các bạn, chắc em này cũng coi trên mạng quá. Rồi có ăn trái tắc không nè? Để luôn ha. Để nó không ăn thì nó tự bỏ. Đúng ra là sốt là cái thể này. Sốt là sốt à. Em bán vị sốt là một vị riêng mà. Mình là chiên tới đâu mình làm tới đó anh hả? Đúng rồi, thường là chiên một mớ đem ra bán gần hết là chiên tiếp. Nhưng mà ở trọng lúc nào cũng đang chiên liên tục hết trơn á. Tại vì một mẻ như anh nói ban đầu á là chiên cái nửa tiếng là chiên xong rồi, cái lúc anh gọi chỉ là làm nóng lại rồi đem ra thôi. Bắt buộc phải chiên trước, nếu không chiên không kịp. Em thấy khách liên tục vậy mà. Ở trọng là chiên hai chảo chạy liên tục gói đầu á. À, anh Trang ăn cây dừa cây nhiều ấy. Cây vừa ha. Rồi hai miếng gì nữa anh? Hai cái sả tắc. Hai cái sả tắc. Là phần nhỏ thôi ha. Còn lại thành một phần lớn không? Mỗi cái công nhiều hộp. À rồi ok hiểu hiểu. Đó cỡ này là cây vừa vừa đó em. Dạ. Cây vừa vừa là nhiêu hết á. Thực ra là ớt cây cay lắm đó. Cho nên là ăn vừa vừa thôi. Còn nếu bạn em ăn cay được đó, thì em có thể ăn nhiều. Là tầm một muỗng là cũng đã cay lắm rồi. Cay quá nó mất ngon. Cay quá không có biết vị gì hết. Nguyên cái mâm này đã nói là khoảng 8 miếng đúng không? 8 tới 10 miếng. 10 miếng. Rồi, bây giờ ra đầu mới chiên ở đâu luôn, không hỏi luôn cả nhà. Chiên giòn chứ không chị. Hỏi lấy cho tắt. Dạ. Một hộp như vậy là có thể chứa được cái 3 phần đó. Nó để giờ nó rất là gọn luôn ha. Ủa cái độ cắt này chắc anh cũng phải có gọi là tính trước đúng không? Đúng rồi. Cắt cái miếng đậu hũ á. Có tính chứ. Để nó vừa cái hộp mà luôn. Phải có tính chứ. Thực ra là cũng không có tính gì nhiều, chẳng qua là anh tính khỏi tính. Anh tính theo con mắt anh thôi, anh thấy cỡ đó là vừa. Có nghĩa là nhìn con mắt mình á. Tại thường anh ăn cái miếng đậu hũ ở ngoài chợ thì có thể hơi lớn quá. Mà cái miếng ở mình đặt ở lọ thì nó chỉ vừa vừa thôi. Thành ra rốt cuộc anh đặt cái miếng này theo cái size của anh. Nghĩa là anh tính cái tầm nó cũng vuông vuông dạ, cái này là được. Đối với khách ở đây á, những người bình thường thì ăn tầm 2 miếng là thấy đủ. Còn những người mà ăn nhiều hơn chút họ ăn thêm miếng nhỏ là họ vừa. Nhưng mà thí dụ như 2 miếng lớn thì họ ăn không nổi. Cho nên mình cũng phải tính vào cái sức ăn của đa số mọi người nữa để tính ra được một cái kích thước mà mọi người đều dùng được. Bởi vì ở đây mà mua thí dụ như nhà đông quá không biết đường tính đó, anh tính cho dễ lắm. Cứ người 2 miếng là tính tới là xong rồi. Vừa đủ sức ăn luôn. 2 miếng là ok. Rồi cái này là hộp này. Cho em 8, em muốn mua 8 miếng. Làm em phun cái mâm này luôn rồi. Phun mâm luôn nha. Dạ. Phun mâm với lại cho em thêm một cái phần nhỏ cho hũ. Rồi. Cái này là mình
theo kiểu truyền Ngọc gọi tạm gọi đi là đậu hũ chiên giòn kẹp rau găm là theo kiểu truyền thống vậy hả cả nhà. Còn cái loại kia là tàu hũ ki, mình sẽ lắc với lại xả với lại cái sốt á, cái sốt xả chanh á cả nhà. Rồi mình sẽ ăn thử cái này trước nha. Còn cái hộp kia là cái hộp nhỏ trong đây nè. Nhìn được không? Cái ban đầu á mình cảm nhận á, khi mà mình cắn vào á, mình cảm giác là cái đậu hũ rất là giòn ha. Thôi mình cắn vô cái nữa là sẽ có trong đó, ở trong đây là hành phi, nhưng hình ra là cái hành phi nó dậy lên mùi thơm. Đậu hũ ở bên ngoài giòn, bên trong mình giống y chang như mình cảm nhận luôn cả nhà. Nó rất là, nó rồi là nó giữ được cái độ ẩm của đậu hũ, xong rồi độ mịn của đậu hũ ha. Kiểu cảm giác là cái mịn mịn á nó vẫn giữ lại, nó làm cho miếng đậu hũ ngon hơn mà không có bị quá khô. Món này á tuy là Ngọc thấy á kiểu mình nhìn mình có thể là thấy rất là đơn giản luôn cả nhà, tại vì do là đậu hũ thôi rồi kết hợp với hành phi thôi, nhưng mà khi mà vào ăn vào mình thấy gia vị nó hòa quyện, nó rất là dính với lại thơm, đặc biệt là thơm cái phần sa tế trong đây nữa, thành ra là ăn rất là dính luôn. Đây. Ủa hồi nãy coi công đoạn là cả nhà có thể thấy rồi, thành hình một phần là như này. Ngọc thấy á, nãy á có một bạn gái đến mua một cái phần á, gọi là hai cái xót luôn cũng được luôn cả nhà. Một phần là phân nửa đây sẽ là kẹp như thế này, phân nửa đây sẽ để tàu hũ ki đi dưới cái xót. Ngọc nghĩ là cái phần đó là Ngọc ăn, mình ăn mình có thể là phong phú hơn về cái gia vị. Cơ bản là rất là ngon, ăn rất là dính. Mình đang chuẩn bị đem này về ăn cơm á cả nhà, nhưng mà ăn không này đó, gọi là món, một cái món ăn chơi rất là dính tới miếng cuối cùng nha. Cả nhà có thể là ghé thử ở đây nha cả nhà. Rồi, ở đây Ngọc có hai hộp lắm. Để ở đây đi, chuẩn bị ăn. Ngọc thấy là hôm nay ngày trai cho nên thành ra là các cô chú anh chị phải đến hơi bị xếp hàng đúng không? Nãy xếp được một hàng mấy luôn để chờ đợi ăn đậu hũ chiên chỗ anh Đức nha. Ngọc tính không ăn cái bên đây nhưng mà thôi lỡ rồi mình nên mình sẽ ăn cái bên đây luôn. Ngọc thích ngồi bàn hơn cả nhà. Nhưng mà chỗ của anh thì mình đã chịu khó xíu, mình đến trực tiếp nè, hoặc là trên lô ship có bán nè, cả nhà đặt nha. Xe đậu hũ chiên Đức Ký thì sẽ có đó, hoặc là chịu khó đến đây luôn, đến đây trực tiếp mua luôn. Cái gia vị này là gia vị ngon. Cái phần này là nó hơi mặn, xong rồi có một cái độ xả thơm thơm. Kiểu hình như có cái không có hậu vị chua. Chua là mình phải dắt tắt luôn đó cả nhà. Ngọc nghĩ là vậy. Nước sốt thì nó khá là đậm đà đó. Còn cái đậu hũ này, đậu hũ kia nên ở trong nó vẫn đậu dai, ở ngoài thì nó cũng vừa độ dai thôi nha. Cái này nó không có giòn mà cái kia nha cả nhà. Cơ bản là đậu hũ kia thì lúc mà mình làm thông thường nó cũng là cái độ dai nó vẫn nhiều hơn rồi. Rồi cả nhà có thể tham khảo nha, hai món này đều là những cái món mà ăn rất là ngon. Rồi cả nhà nào mà ở quận 8 đã ăn rồi thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết, những bạn ở xa đó tham khảo địa chí ở đây nha. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.